Okay, là móng nhọn nha. Gắn móng nhọn. Okay. It's okay, no problem. Gắn móng nhọn mình phải biết cách gắn nha, dạ, chỉ từ đầu tới đuôi luôn. Ok, cái tip của mình phải để cái tay cho nó thẳng. Nhỏ một lưu nhỏ ở đây thôi, ok. Cho mọi người nhìn nó là số 8. Số 8. 8 hơi nhỏ thì mình lấy số 7 ha. Excuse me. Nhớ đè cái đầu nó xuống nè. Đè cái đầu cho nó xuống cho nó cong. Ok. Bóp hai cái này vô. Số 4. Ok, số 4 nè. Đè cái đầu nó xuống, đè xuống, cong xuống ha, đè xuống cho nó cong tự nhiên. Ok. Số 4 nè. Chứ cái tay cũng phải thẳng nha, nhớ nha, đừng có để nó cong nha. Ok, đè nó xuống nè. Nó thiếu luôn bên đây thì nhỏ miếng ở đây. Đè nó xuống lại. Ok. Số 5 nè. Số 5. Nhớ đè cái đầu nó xuống nha. Ok. Số 1. Hello, hello everyone, hello. Số 8. Tay mấy cái tay này nó khó ha, nó không có móng á, mình phải làm sao cho nó đẹp. Ok, nhớ nha. Cái lô mình phải đè nó ra, chứ đừng có để nó dính vô đó. Ok, số 4 nè. Đè nó xuống cho nó thẳng ha, cho nó cong xuống. Nè, hai cái vô nó thiếu lưu thì mình cho nó một chút thôi. Ừ. Thank you, Gavila. Ok, number 4. Ok, pha làm bỏ tí xíu lưu vô đây. Okay. Hola, hola. Number 5. Okay, push it down, the tip down, make the curve. Okay, number one. See? Okay, some. See here. Okay, you have to cut her nail right here. Okay, right here. And hai cái này nó phải bằng một nửa ha, một nửa nhìn cho nó giống. Relax, relax. Yeah. Half. Okay, đo hai cái này có nó bằng không? See? It's a long little bit, so cut down. See? And then you cut half here. And you move, relax. You move the back like that. You have to check it up for even. Okay, see? Okay, and you have to do this hand. Longer, longer. You don't care because you have the this hand for the this hand for sample already. That's why you have to cut this long. And after that, you check it up for the other hand. And right now, you check it up for this hand. See? And you cut it right here. Okay, see, check it out again, and cut it even. Okay, the finger, it's a long little bit, and you have to cut right here. Okay, have to cut right here. Okay, you have to cut right here. Okay, and you have to cut this one. And you don't have to do the scissors.
You don't have to do that. Cái kéo nha, quý vị không có dùng cái kéo để cắt cái sợi đồ nha. Bởi vì sao? Cái kéo nó cắt nó sẽ đi thẳng, nó đi thẳng qua đây, cho nên nó rất là nhọn mà nó không có cái độ cong, cho nên áp. Cho nên mình phải cắt bằng cái này. Ok, phải cắt bằng cái này. Ok, này look. Thank you dear. Have a good day. Phải cắt bằng cái này nha, đưa qua hết bên đây cắt cái này. Ok, con mà đưa qua hết bên đây cắt cái đầu này. Bên đây nó có cái mũi nhọn. Ok, cái này là tình yêu làm hoài, anh chị em cũng đã biết rồi đúng không? Cắt cho nên cái mũi nhọn nó nằm ngay giữa thì mình xếp cái xếp nó mới đẹp. Ok, ok, see. Cho nên mình cắt cái này á, nó mới đẹp được, cái shape nó mới đẹp nha, cái shape sờ lê đồ nó mới đúng ra sờ lê đồ, chứ không phải mình dùng cái kéo để mình làm cho nó nhanh. Mình làm cho nó nhanh á, bảo đảm là nó sẽ nhanh đó, nhưng mà nó không có được đẹp. Tại vì sao? Cái đó nó ốm lắm, cái móng sờ lê đồ mà nó ốm nhom nhất à. Nó giống như kiểu mà mình làm cho nó lẹ đó, để cho nó ra cho nó lẹ, nhưng mà thật sự ra không có nên làm vậy. Tại vì cái móng nào nó kiểu nào nó phải ra đúng cái kiểu đó thì nó mới đẹp được. Trước khi mình làm ombre đó, mình phải chạy cái lằn này ha, mình chạy cái lằn này. Ok, mình phải chạy cái lằn này. Mình chạy cho nó xuống. Ok, you need to file them up this line. Ok, this line right here. Make it smooth. Ok, right here. Ok, mình phải bào cái này xuống ha. Nhớ bào cái đó xuống thôi. Okay, see. Anh ơi, dâm gần lại chút xíu. Ok, giờ dâm chút xíu nữa ha. It's ok, good. Ok, nhớ bào cái này xuống ha. Bào cái này xuống, để chi. Ok, mình bào cái này xuống, đừng cho nó thấy cái lằn nè, thấy không? Ok. Hola, como está, mami. Ok, see. Okay, see anybody? Nhớ phải bào cái này nha. You need to file this up. Okay, file this up. Take a step by step, do the perfect nail. Okay. After that, loại là đầu dũa giấy em, cái đầu dũa bằng để cho nó dũa sần á, mình gọi là đầu dũa giấy. Cái này gọi là dũa lá. Okay, cái này mình gọi là dũa lá, thì mình kêu là dũa lá. Còn Việt Nam mình gọi là dũa xếp đó. Ok, còn bây giờ mình dũa cái xếp nó nhọn vô nè, xếp dũa nó vô. Ok, dũa lại cho nó nhọn nè. Ok, dũa lại cho nó nhọn ha. Mình dũa như vậy nó mới bầu, nó mới đẹp được, chứ nó không thôi nó mình cắt á, mình cắt đi nó rất là lẹ nhưng mà nó không có bầu, nó không có nhọn bầu, mà gọi là cái đó nó móng đó không phải là móng sờ lê đồ, mà nó là mình ăn gian để mình làm cho nó lẹ. Cái còn cái này là mình đúng sờ lê đồ của nó là phải nó giống như trái tim vậy đó, nó phải bầu vô như vậy nó mới ra cái sờ lê đồ. Oh, hello thánh quậy. Ok, thấy không, thấy tình yêu bỏ thời gian ra rất là nhiều, tại vì cái móng này mình phải làm cho nó đúng cái bộ tay nó mới đẹp được. Tại vì cái tay của cô này nó không có móng, mà mình làm nó cắt đi, nó nhỏ đi, nó sẽ không được đẹp nha. Ok, mình phải làm đúng theo cách của nó mới đẹp được. Hello Vinh Du. Ok, hello anh Thế. Này mình sẽ làm cái ombre pink and white. Mà pink này light pink chứ không phải là dark pink. Rồi gắn hai hộp xoàn. Ok, gắn hộp xoàn ha. Thấy không? Thấy tình yêu giữa cái móng nhọn không? Nó ra nó nhọn mà nó bầu nha. Thấy nó bầu không? Nó không bao giờ nó để cho nó ốm nhom ốm nhách. Kiểu đó là không được.
Ghét anh đẹp trai, ai dám ghét anh Thế đâu. Thế đẹp trai quá, đâu dám ghét. Mình phải bỏ ra thời gian ra mình làm mấy cái này ha, chứ không phải nào mình làm theo cho nó lẹ được. Mình làm nó lẹ nó sẽ không được đẹp. Tại vì mấy cái sếp này á, mình làm mình cắt đi á, nhớ tình yêu dặn đi dặn lại hoài, đừng bao giờ cắt nó ha, phải dũa nó ha. Mình dũa nó mới đúng theo cái xà lê đồ được, nó mới đẹp được. Chứ mình cắt nó nhỏ xíu, nó nhỏ xíu nó không có đẹp, mà nó không có cong, nó không có độ cong nha. Khi nó ra nó sẽ đẹp như vậy, cái móng tay á. Đó, nó phải nhọn như vậy nó mới đúng, mà nó phải thẳng như vậy. Tại vì mình đưa cái tay nó thẳng ra thì nó sẽ thẳng, đừng có để nó cong. Nhớ để cái tay nó thẳng vô cái người của mình, vô cái tư thế mình ngồi trước mặt mình nè. Nói chung là ngay cái lỗ mũi mình á, như vậy đây, ngay cái lỗ mũi mình nó cho nó thẳng. Nói 6 tuổi gì đó Thánh Ác, à, Thánh Quậy. Dùng cái phao để phao bột. Phao này không có tên tuổi. Phao này là 80-80 nha. Đó, thấy không? Thấy tình yêu canh nó ngay giữa, cái mũi nhọn ngay giữa không? Đó, nó phải ngay giữa như vậy mà nó phải bầu như vậy. Nó mới đúng là sờ lê đồ của nó. Gọi đúng như vậy mới gọi là sờ lê đồ. Còn mấy quý vị ăn gian á, là nó không được đẹp đâu nha. Nó vẫn nhọn nhưng mà nó không có được đẹp. Ok, anh tình yêu ơi có thể chỉ em gắn hộp xoàn trên móng mát. Ồ, cái đó hả? Cái đó dễ mà em. Em lấy, nếu mà gắn nhiều á thì không nói, nhưng mà gắn ít á thì em làm mát trước, em lấy cái blue, em lấy cái blue cũng được. Ok, em lấy cái blue em gắn cũng được. Đó, chứ còn mát mà nếu mà mát á mà mình không gắn lưu á thì láo gắn bằng cái treo á thì nó bị bóng, nó không đúng theo cái mát, cho nên mình dùng cái lưu để mình gắn nha. Mình dùng cái lưu để mình gắn cái mát. Chứ còn nếu mà sai này thì nó dễ, sai này là tại vì mình có treo với lại cái chu đi treo thì nó sai này. Còn cái mát á là mình phải dùng cái lưu của nó nha. Ok, đó, khi mình làm xong rồi, mình phải quay lại cái móng này, mình coi lại, mình check lại coi nó có đúng nhọn không. Mà nó đúng như vậy không? Nó mới vậy, nó mới đúng đẹp. Ok, nó như vậy nó mới đẹp được. Ok. Daniel, that's why you have to a lot of time do this shape. Đúng rồi em, tại vì em gắn cái size này á, thì anh dùng cái treo của anh nó gắn nó chắc, nhưng mà cái size này thì được, chứ mà có cái mát là mình phải bỏ cái top mát lên, hoặc là mình làm mát trước rồi mình dùng cái lưu mình bỏ ít thôi, mình bỏ cái lưu ít thôi, đừng có bỏ nhiều nha, tại vì nó bỏ nhiều nó sẽ đi ra, nó lan ra ngoài là nó bị mắc đẹp đi cái mát của mình á, cho nên mình phải làm sao mà để cho nó đẹp. Hello. Mày lấy giùm em cái shop qua với cái warm pin mình lấy đó em. Cái warm pin á. Đó em mới làm cái đó luôn á, em mới làm xong. Thấy nó nhỏ. Thấy chưa, thấy nó bầu nữa, thấy không, nó bầu một cách tự nhiên mà nó đẹp, chứ nó không có thẳng nha. Đó, thấy không, oh how much I shot this one for $55.
Okay. Hello Linh Lam, how are you em? Lâu quá em thấy em làm live vậy. Làm live, làm deep để chỉ anh với chứ. Dạ, cái này là mình chạc cái bộ đeo này 55 đồng. Nhưng mà mình bỏ thêm hai ngón học xoàn nữa, mình lấy 10 đồng nữa là 65 đồng. Anh làm đủ sống thôi em ơi, anh làm đủ sống à, chứ làm gì có nhiều đâu, làm chủ yếu là khách hẹn không à, anh đâu có làm khách quốc in đâu, anh chỉ làm khách hẹn thôi. Đó, thấy không, nó nhọn mà nó tròn đẹp, ok, xíu. Tí nữa mình đắp bột. Lý hả? Ồ, Lý là tên của em hả? Lý Lâm hả? Lý là tên của em. Lý La đâu mà La. Chứ là đụng mới La chứ, không đụng sao La được. Nó bậy không mà, Huy này nói bậy không. Đụng nó mới té lửa, nó mới La chứ. Phải không Lý? Thấy chưa? She say yes. Hello, hello, Jonathan. Ok, giờ xong rồi ha. Ok, giờ xong rồi mình đắp bột ha. Đắp bột ombre, khi mình đắp bột mình phải coi lại cái xếp của nó đúng không. Ok, chính xác 100%. Ok, xong rồi mình thổi nó xuống ha. Ok, giờ mình làm ombre. Ombre này rất là đẹp. Very very natural look. À, đúng nha. Ok, rồi mình phủi cái tay khách xuống ha. Ok. Rồi mình xức primer. It's the primer. Don't forget this one, ok? Don't forget the primer. Ok, xức bỏ trong cái móng ha. Ok. Đây là shop white. Ok, it's a shop white. I do the brush number 14. Ok, number 14. Ok, giờ mình làm ha. Trước khi làm chùi cái cỏ cho sạch. Ok, đắp cục bột 70%. Ok, it's a 70% for the why. Ok, bỏ đây. Ok, đưa cục bột vô ha, đưa cục bột vô giữa. Xích. Chúi cái tay người ta xuống chốt cho nó khô. Ok, rồi mình đập ra nè, đập cho nó mỏng. Đập cho nó mỏng rồi, thấy không? Nhớ là mình kéo nó mỏng ra nha, mỏng nha. Ok, mỏng nè. Đó, nhớ là kéo cho nó mỏng. Okay, mỏng nha. Từ từ, đừng có gấp ha. Ở trong nó mỏng, ngoài nó dày nha. Đặt vuốt hai bên. Vuốt hai bên, đừng có để cho nó ra ngoài cái móng mà vuốt cho nó vô cái móng. Ok. Ok, thấy không? Thấy tình yêu làm không? Từ từ, đừng có gấp. Vuốt vô. Ok, vuốt vô. Vuốt vô. Ok, vuốt vô ha. Tới đây làm cái gì? Tới đây mình dùng cái ngón tay, sẽ kẹp hai ngón tay vô đây, mình vuốt ở đây nè. See, it's just a little, ha.
Ok, nhớ không? Khi mình làm xong rồi mình vuốt nè, đó, mình vuốt hai cái móng tay vô đây. Anybody see? Nó mở, nó nhọn ha. Ok, dâm ra chút nữa ha, chút xíu nữa thôi. Đó, thấy không? Thấy nó nhọn mà nó mỏng không? Thấy không? Ok, ngón thứ hai. Nhớ lấy miếng giấy để mình bỏ, mình chùi cái tay của mình. Để nó dính vô, nó dơ. Ok. Lấy cục bột, canh cục bột cho nó đúng cái móng nha, chứ đừng có lấy nhiều quá không được. Bỏ 70%, từ từ chút cái tay xuống, đưa cái bột vô chính giữa. Thấy không? Chút nó xuống. Đó. Xí, xong rồi từ từ. Vuốt cho nó phê đó anh, vuốt cho nó phê đó, à, vuốt cho nó ra nước nha. Vuốt làm sao phải cho nó ra nước, cho nó nhọn. Đó. Nhớ đập nè, đập vuốt. Đập vuốt. Đập nha, nhớ đập nha. Cái này giờ liquid này để dùng cho bột thôi em. Đúng rồi, chính xác. Liquid. Ok, nhớ không? Đập vô nè, vuốt vô ha, vuốt vô. Vuốt vô, vuốt vô. Ok, vuốt, vuốt. Cái con này đụng rồi, cho nó đụng cái mắm rồi. Vuốt này đó, vuốt vô. Xong rồi dùng hai cái đầu này kẹp vô đây, vuốt nhẹ nó một cái. Xí, đó là sẽ chùi cái tay vô cái miếng giấy nè, đó. Xong rồi chỉnh đốn lại chút, relax baby, relax. Xí, đó. Anh chị em thấy không? Cái này nó bị đụng rồi. Con bé này pháo quá nha, quýnh mày bị giờ đó. Anybody see now? Đẹp không? Ok, lấy cục bột, bỏ 70%, để lâu đó. Ok, nhúng miếng chùi cái cọ, nhúng nước, đưa cục bột vô. Đó, thấy chưa? Chúa cái tay người ta xuống, đập, đập, nhẹ, đập, 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 nhẹ kéo, đập, kéo. Nhớ đừng có cho bên đây nó bị phồng nha, nhớ nha, phải nó phải thon vô trong vô giữa nha. Thấy không? Thấy tình yêu vuốt không bao giờ nó bị phồng hay bên đây nha, để tí mình bỏ bột ombre lên nó mới đẹp ha. Đó. Vuốt từ từ, vuốt hai bên này nhiều một chút để cho nó có độ cong của móng. Ok, vuốt ra, vuốt ra đó. Tới đó ngưng. Xong rồi dùng cái tay kẹp vô đây. Vuốt nhẹ một cái nè. Xí, đó là móng nhọn. Ok. Vuốt cái này là vuốt chảy nước đó. Ok, thấy nó vuốt chảy nước không anh Thế? Nó lộn, vuốt cho nó khô, để cho nó nhọn. Trào lao không à, Thế này phá không. Đó, vuốt nè. Đưa cái con mắt anh Thế đây, chọt cho một cái lũng con mắt bây giờ, quậy quá. Vuốt làm sao nữa, ghê chứ. Ok. Kế dùng cục bột 70% bỏ lên. Kế tím này gắn hộp sòn đẹp lắm nha, gắn hộp sòn là hết sảy luôn. Kế chuối cái tay xuống, đập, nhớ đập nha, đập cho nó mỏng, đập cho nó mỏng ra đó. Vuốt, đập, phải vuốt, vừa đập vừa vuốt, vừa đập vừa vuốt đó. Xí, vừa đập vừa vuốt nha, vừa đập vừa vuốt, vừa đập vừa vuốt đó, cho nó ôm vô cái móng. Xí, ôm vô cái móng. Thấy không? Tới đây cứ vuốt, vẫn vuốt bình thường, đừng có ngưng. Rồi kẹp hai cái tay vô đây, kẹp nhẹ một cái, vuốt nhẹ ra. Xí. Ok, nó sẽ nhọn. Làm như vậy để làm chi? Để cho nó đỡ mất thời gian khi mình giũa xếp, cho nó đã nhọn sẵn rồi. Ok, nhớ điều đó không? Làm lại. Nhớ lấy cục bột ngón cái, lấy nhiều một chút, bỏ lên 70%. Đó. Đưa cục bột vô giữa, đưa cục bột vô giữa. Đó. Xong rồi đập, 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 đập. Thấy đập nó mỏng ra không? Kéo. Đập nó mỏng là phải kéo nha. Đó. Kéo từ từ, đừng có kéo ào 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 xuống tới đây luôn, nó mỏng ra hết trơn rồi, không mắc luôn cục bột, từ lưa hột dưa luôn. Làm gì cũng phải từ từ, cũng gấp. Cái gì đáng từ từ là phải từ từ, cái gì đáng nhanh là phải nhanh nha không? Cua ghẹ là phải chụp giật, còn chơi ghẹ là phải từ từ. Nghe không?
nói hoài không nghe mấy anh như thế nè. Why you love me? wifi là sipa chào. Rồi xong chừa cái tay, để cái tay nó xuống mấy ông vuốt. Vuốt bóp một cái nhẹ đó. Đẹp không? Đó, giờ xong rồi mình nghiêng lại nè, mình coi cái tay nè, mình cái độ cong của móng nè, thấy cái độ cong của móng không? Thấy cái độ cong không? Anh chị em có thấy không? Nè, khi mình ấy lại nè, nè nó độ nhọn nè, nó giống nhau y chang. Thấy chưa ta? Thấy không? Đó, mình phải làm nó giống hệt nhau như vậy để mình bỏ bột ombre nó giống đều 10 ngón với nhau, nhớ không? Nè. Nhớ lấy cục bột bỏ lên 70%. Nhớ 70 là 70 hết nha, 80 là 80 hết. Chứ đừng có 70 rồi 80 rồi 80 rồi 70 rồi hồi ra cái cao cái thấp á. Chân dài chân ngắn á, cái đó gọi là cái gì? Cái này là soft white. Cái này là soft white nha. Ok, nhớ đập nha, tình yêu đập đó, mà tại vì tình yêu làm đó, nhớ đập kéo đó, đập kéo nhẹ nhẹ thôi. Nãy nói tới đâu rồi? Nói tới cái vụ 70-80 á. Mà nếu mà bỏ 70 rồi bỏ 80 á, là cái đó cái bẩn gì biết không? Cái đó là móng móng cao móng thấp là cái gì? Móng cao móng thấp là kêu móng què. Bó tay tình yêu luôn. Đó, vuốt một cái lấy cục bột da, thấy chưa? Vuốt để yên nó đi, đừng có đụng đậy tới nó nữa. Ok, nhớ đừng có đụng đậy tới nó nữa, nó xong rồi. Như vậy là để yên nó, tí mình vuốt là nó rớt cái đầu nhọn này ra là xong. Ok. Cục bột bỏ lên 70% là 70% hết, thấy không? Thấy tình yêu nói không? 70 là 70 hết. Ombre nó phải có cái đẹp của ombre nha, chứ không phải là ombre là bỏ lên là làm đại đâu. Ai nói vậy? Nhớ vuốt nha, nhớ vuốt từ từ nha, nhớ vuốt từ từ nè, đó, từ từ. Thấy không? Vuốt lẹ xem đi. Thôi, mua gì vuốt lẹ nó đi hết sao? Vuốt từ từ thôi. Cái gì cũng phải từ từ, đừng có gấp. Ok, xong rồi dùng hai cái tay kẹp vô đây, kẹp giống như kẹp nách vậy đó. Đó, vuốt nhẹ một cái. Xí, đó là chùi cái tay vô cái giấy. Ok, chùi cái móng tay vô cái giấy cho nó sạch cái tay của mình. Có nơi người ta pha nhựa đầu tháng gì? Lại gì nói gì không hiểu. Tình yêu nói về Cali khi nào về? Dạ, chắc có lẽ là tháng 11 á. Chắc lẽ tháng 11 em sẽ về Cali nha anh chị em. Ủng hộ tình yêu không? Nhớ nha, 70% là 70% hết à. Nhớ không? Đập nha, đập. Thấy tình yêu đập không? Vuốt. Đập, vuốt. Đó, nhớ vuốt nhẹ nhẹ thôi nha. Cái tay cái cọ là giật giống như cái máy vậy đó. Đó, cái tay mình giật về nhẹ nè, thấy không? Cái tay nè, cái tay thô lắm á, nhưng mà rất là yếu điệu, thục nữ, quân tử háo cầu. Tháng 13 giờ Cali. Ông phá hoài, ông phá. Thiến ông giờ lót bây giờ muốn không? Lót bây giờ, lót đẹp trai bây giờ quậy bà cố. Quậy không thể tả được. Ok, nhẹ nhẹ đưa em nó vào hạ. Cục bột lấy nhẹ nhàng đưa về cái móng, cái đầu của cái móng 70% bỏ lên, nó đưa cục bột vô liền. Đó. Xong rồi chùi cái cọ, nhúng miếng nước, thấy chưa? Đập. Thấy chưa? Đập liền. Đó, nước nó vô là nó sẽ mềm. Nó mềm. Nó loãng bột ra nữa, đó, đập cho nó dễ. Đó. Kéo. Kiểu như anh mà vẫn có lần là do một hầm không đủ động hay sao?
đắp kiểu như anh mà bột hồng vẫn còn lấy cái thằng ở dưới, có nghĩa là cái bột hồng của đó nó quá lợt, cái okay, nó quá lợt nha em, nó không đủ cover cái màu ở trên, nó cái màu ở dưới, cho nên em phải pha cái màu làm sao để cho nó ra nó đẹp, nó phải cover nha, chứ nó không cover hả là bảo đảm với em luôn, em đắp cỡ nào nó cũng, mà nhiều khi cái đó có phải là bột hồng không, hay là em lấy cái bột pink and white em ra em làm. Ok, nhớ ngón cái nè, ngón cái nè, lấy hơi nhiều chút nè, 70% nè, thấy chưa, thấy lúc nào tụi em phải bỏ 70 là 70 nha. Đưa bột vô, hôm trước nói tháng 8, tháng 8 đâu, mà tháng 9 là mình đi Atlanta rồi, tháng 8 đâu được, tháng 11 đi. Đó, nhớ là vuốt vô, thấy không, nó mỏng à. Đó, vuốt 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 mày thấy không, vuốt vuốt vô, vuốt vô, vuốt vô, vuốt vô, vuốt vô. Đó, đó, vuốt vuốt vô, nhớ, rồi xong dùng cái tay bóp nó ngay đây, bóp nhẹ vuốt ra một cái xí đó, nếu mà nó chưa nhọn thì bóp nó thêm một cái nữa cho nó chạy đó. Bóp thêm cái nữa là má nhận ra luôn đó. Ok, giờ xong 10 ngón tay, thấy tình yêu đắp không, nó giống hệt nhau hết, thấy chưa. Ok, bây giờ mình làm ombre. Ok, cái này là màu warm pink, cái này là warm pink của tình yêu, nó rất là pink lợt. Ok, khi mình đắp cục bột ombre nè, ok, đừng bao giờ bỏ hết cục bột. Ok, trước khi bỏ cho tình yêu thêm miếng rượu đế ha, à, cho miếng rượu đế cho nó, cho nó nhiều nhiều chút để cho nó có đủ cái độ nhão của bột để mình làm ombre nó mới đẹp nha. Ok, giờ anh chị em coi tình yêu làm ombre ha, đắp cục bột màu hồng, đây là cục bột màu hồng, lấy ít bỏ lên đây. Ok, đưa ra ngoài, vuốt xuống một cái, đưa ra ngoài, vuốt xuống một cái, đầu lan nó ra, vuốt nó xuống, xí đó, vuốt nó xuống, xong rồi nó chưa có đủ đậm đúng không, nó chưa có đủ đậm nè. Ok, xong rồi mình làm cái gì, lấy cục bột thứ hai bỏ lên cuticle, lo cuticle vuốt xuống, lo cuticle vuốt xuống đó. Anh chị em thấy ombre là gì chưa, cái cục thứ hai mới quan trọng nhé. Đó, thí dụ bên đây mình nghiêng qua nó thiếu một chút, cho nó một miếng liền. Đó, bỏ vô đây, đập đập đập, vuốt nhẹ nó cái xí. Ok, xí ombre, anybody see that? Very beautiful nha, yeah. Very beautiful, relax baby, why you have to do that, relax 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 relax, you happy? Ok, lấy một cục nhỏ nè, cục nhỏ bỏ lên đây, đừng bao giờ lấy hết nha, bỏ lên kéo thêm ra ngoài, kéo kéo ra đó, kéo ra xong vuốt hai bên cho nó đẹp, cục thứ hai nó mới đẹp nè, đây nè cục thứ hai nè, cục thứ hai bỏ lên nè. Ok, lo cục thứ hai nè, vuốt nhẹ cái, vuốt nhẹ cái xí. Lúc này cái cục thứ hai nó mới tạo lên cái màu nó đẹp. Ok, mà cái màu nó loang ra, mình thấy nó loang không, anh chị em thấy nó loang ra không, nó phải như vậy nó mới đẹp được. Tại vì anh chị em cứ bỏ một cục nè, anh chị em cứ bỏ lên đây quá nhiều, xong lo cái cuticle khi mình vuốt xuống đây nó dày cái chỗ này, nó không có đẹp. This one the powder I make by my the I make this powder baby, this is the powder made by Tenil, this is my name here. You see, it's my name here. I sell this one at $16 for 2 ounces. Ok, giờ mình nhớ nha, nhớ cái gì cũng vậy, mình đắp cái gì nó cũng vừa tới thì nó mới đẹp, chứ nhiều quá nó không có đẹp nha. Bỏ một cục ở đây, đó, lo một cục ở đây, lo ra ngoài trước, vuốt, bỏ ra ngoài, vuốt, đó, vuốt, xong rồi chỉnh lại, vuốt, đó, vuốt, vuốt cho nó lon ra. See, lúc này nó lon cục bột ra cái đã rồi, xong thứ hai là mình mới lấy cái cục thứ hai nè, mình bỏ lên,
Đó, mình bỏ lên, mình đập xuống, mình vuốt nhẹ nó xuống một cái. Khi nó đậm ra nó mới đẹp được. Đó. You have to call my number to 832-216-7717. This is my number. You can call me anytime. Not 24 hours, baby. Just a... thêm chút. They call that number. If somebody make your order, okay? See? It's the so beautiful color. Yep, ombre make by the new baby. Nhớ nha, nhẹ đâu, cục nhỏ bỏ ngay đây. Đừng có vội vàng mà đắp cho nhiều quá. Đắp nhiều quá nó bị dày. Nó bị dày nó sẽ không đẹp. Ok. Xong rồi mình lấy một cục nhỏ nữa. Đó, mình làm cho bỏ lên cho nó đậm nè. Cái cục thứ hai nó rất là quan trọng. Lo cái cuticle đập. Đó, kéo xuống. Thì 10 ngón như nhau, nó đều như nhau hết. Nó không có khác nhau cái gì hết. Ok. Nè, giờ ngón cái nè, mình lấy hơi nhiều một chút. Đó, nó cái mình lấy hơi nhiều một chút, mình bỏ lên là mình đưa nó ra liền, mình đè bẹp nó ra nè, đó mình đưa nó ra là mình vuốt nhẹ nó một cái. Đó, mình đưa nó ra mình vuốt nhẹ nó một cái. See? Mình vuốt nó trước cái đã để cho nó loang cái màu ra đã, chứ đừng có vội vàng quá. Ok, thứ hai nè, bỏ cục bột thứ hai nè, đó, bỏ lên, đè nó ra nè, nó bự nè, đè nó ra. Vuốt nó nè, đó, đè nó ra nè. Vuốt nó nè, see? Đó, thì cục bột thứ hai thì nó mới tạo lên cái ombre nó đậm lên một chút thì nó mới đẹp. Ok, see đó. Nó thiếu thì mình cho nó thêm. Nó thiếu thì mình cho thêm, mà đừng có giờ mình cho nó dư. Ok, can you move your hand right there? Ok, anybody see ombre? Show you how the ombre like this. Bự quá hả? Nó bự quá. See, everybody see, it's even. Here. See? Hồng Tiên Nguyễn, em anh tháng 9 anh có lớp bên chua trà đấy em. Em đăng ký cái lớp chua trà đi nha. Tháng 9 3 ngày đó. Bỏ lên. Chưa, đó mình kéo nó xuống nè, thấy chưa, mình kéo nó xuống rồi mình lo hai bên cho nó liều, loang ra cái đã rồi tới cục thứ hai là mình mới làm nó mới đẹp được. Xí, cục thứ hai nè, đó, thấy không, cục thứ hai mình kéo mạnh cái tay xuống một chút. Everybody see that, it's beauty. Nó thiếu mình cho thêm chứ mình đừng có bỏ nhiều. See that. Thank you. It's very pretty. Ok, bỏ một cục lên, đè nó ra, vuốt nhẹ nó xuống. Đó, vuốt nó vô, nhớ nó vuốt vô trong cái móng á. Ok, cục thứ hai. Bỏ lên. Như vậy thì nó mới đẹp được, nó mới giống nhau được. Ok, bên này nó thiếu nè, bên đây nó thiếu là mình cho nó một miếng ở đây nè. See. Một cục nhỏ bỏ lên. Ok, đưa ra ngoài, vuốt nhẹ xuống. Lo cục thứ hai, lo cuticle vuốt xuống. Đó, lo cuticle vuốt xuống. Ok. Xong rồi mình mới thiếu, mình cho nó thêm miếng ở đây nè. Nó thiếu ở đâu thì mình cho nó thêm. Ok, nó thiếu bên đây nè, thấy không? Nó thiếu nè. Cho nó thêm miếng nè. Đó, đập nhẹ nhẹ vuốt nó xuống. Đó, nó sẽ đều ra hết. See? Bỏ lên, vuốt, à, bỏ lên, vuốt, thấy không, vuốt như vậy nó mới ra được đẹp. Nhớ là cho nó túm vô nha, chứ đừng có cho nó ra ngoài nha, cho nó đi xuống dưới cái móng rồi, chứ không phải, nó thiếu thì mình cho nó thêm.
Thế cục bột bự nè, lấy con cá lấy bự chút nè, bỏ lên đưa nó ra nè, đè nó xuống cái cho nó bự ra, vuốt nó cái đó, vuốt bên này cái xong rồi vuốt cho nó chảy nước nha. Thế đâu rồi, thế anh Ngô rồi đó, bỏ lên cục thứ hai, đè nó ra, đưa nó lên sát cái cò vuốt, đè nó hai, đưa nó ra sát cái cò vuốt. Không cần đắp thêm bột lia hơn. Tí xíu đắp một tí bột lia lên. Ok, ít thôi, ở lên đây cho nó đủ. Đó, anybody see 10 finger. Ok, coi nào đủ không. Ok, see. Thấy không? Ok, bây giờ mình làm cái gì? Bây giờ mình bỏ miếng bột lia nè. Ok, giữ cái này lại, bỏ tí xíu bột lia lên. Đây bột lia nè, lia powder, ok. Nhớ anh quá trời luôn á. Kêu anh nó phải ráng vuốt đi cho nó chảy nước. Bỏ mấy tí xíu bột lia lên đây ha. Bỏ lên chút xíu thôi, nhớ không? Chút xíu bột lia thôi. Lên đây. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em mới 28 tuổi rồi chị. Em mới 28 tuổi rồi chị Cúc. Ok, xong bỏ bột lia. Ê, phá. Đúng rồi, con gà này nó phá mình hoài ta. Con gà này nó phá mình hoài, chịu không nổi. Phá chịu không nổi luôn mẹ. Em 28 tuổi thiệt mà, trời ơi, em đâu có nói tuổi láo với mấy anh chị đâu, em mới 28 thôi à. Em mới 28 mà con em 18 rồi. Em biết chơi từ hồi nhỏ luôn á. Ok, xong rồi mình lật cái khăn lại chút. Đó. Giờ mình giũa nè. Ok. Cây giũa này là cây giũa mới nè. Nhớ nè, dùng cái giũa cũ phá cái giũa mới nè, đó, nhớ không? Nè, dùng cái giũa cũ phá cái giũa mới. Thấy không? Đi. Đừng có để nó cắt đứt tay khách. Ok. Xong rồi cái buffer nè. Xí. Xí, nó là mình mới làm nha. Rồi dục cái buffer, cái này là tình yêu phải dục rồi đó. Rồi trước khi mình làm á, mình phải đeo bao cao su vô chứ thôi em ấy có bầu. Phá hoài à. Ok, giờ mình giũa ha, giũa nhẹ từ cái góc này thôi, đổ xuống đây hai bên thôi, nhớ không? Lấy cái giũa này đè nó nhẹ xuống cái, đè nó nhẹ xuống cái, giũa nhẹ thôi, đừng có đè mạnh. Ok, nhớ không? Đừng có đụng vô cái mũi nhọn nữa. Mà đụng hai cái mép bên đây này dưới này thôi. Đó. That's it. Đâu, cái này là em nói thiệt mà. Em đâu có nói chơi. Đó, nhớ đeo bao cao su vô chứ không thôi em ấy nó có bầu quá, tội nghiệp em ấy. Nó chào support chết luôn á. Đó, đừng có đụng cái đầu của nó nha. Nhớ không? Đừng có đụng cái đầu nó nữa. Đó, thấy chưa? Cái này đủ đâm thế anh Ngô chưa? Hả? Đưa con mắt của thế anh Ngô lên đâm một cái coi. Đó. Xong, nhớ giũa ít thôi, đừng có giũa nhiều nha không? Đó, thấy tình yêu giũa không? Nhẹ nhàng lắm, không có cần giũa nhiều nữa tại vì mình vuốt cái xếp rồi, nó đã vậy rồi. Không nên giũa nhiều nha. Ok, đừng nên giũa nhiều.
nhớ đặt cái dũa ở dưới, nhớ đặt cái dũa ở dưới, đừng có dũa như vậy. Mình dũa như vậy là mình sẽ cắt cái tay của khách, mà mình đặt nghiêng như vậy nó không có cắt. À, mà mình dũa như vậy mình sẽ dũa được ở dưới luôn, thấy không? Thấy mình dũa ở dưới luôn không? À, thấy chưa? Là cái này nó nhọn sẵn rồi, mình không có đụng tới, ne và đụng nó, ok, đụng nó gãy là mất cái mũi nhọn á. Đâm chỗ nào em như? Ừ. Chỗ nào có lỗ là em đâm à? Không luôn. Ừ. Nhưng mà mấy anh chị nên nhớ, thấy tình yêu làm cái sle đồ không, nó phải bầu nha, nó phải bầu từ đây nó bầu vô chứ nó không phải nó thẳng nha, nhớ nha, tình yêu giữa là nó phải bầu cái đầu vô chứ nó không phải nhọn. Nó nhọn nhưng mà nó có cái độ bầu của nó, chứ không phải là mình làm mình cắt cái kéo nó nhỏ đi là nó sẽ nhọn như vậy nó đẹp đâu, không có. Như đó là sai, cái đó không đúng. Như vậy nó phải đúng như vậy, tại nó hơi mất thời gian nhưng mà nó rất là đẹp cái móng, nó rất là đúng cái móng của nó thích. Đó, thấy không? Nó nhọn quá. Á đù, sao em nói lại anh có bầu vậy em? Làm anh mừng quá à. Tình yêu mà có bầu thế giới này nó động khổ luôn hết. Ừ, nhớ đặt cái dũa dưới nè, đặt cái dũa dưới nha, dũa. Đó, dũa tí nữa gắn cái hộp sọn đây một cái là tái tê cuộc đời luôn. Móng nhọn là mình phải gắn hộp sọn nhọn nha, cái gì đâm là phải đâm cho tới luôn đó. Anh ơi sao em bào khóe mà toàn bị lẹm khóe. Bố Chí Bóng, em đặt cái tên gì mà hay vậy nè. Em nhớ em dũa đó, em dũa bên cái khóe đó, đừng bao giờ đè cái đầu dũa, nhớ không? Em đè cái đầu dũa nó sẽ bị lẹm, ok, nhớ không? Tí nữa tình yêu chỉ cho cái cách dũa nè. Bố Chí Bóng, nghe chữ bóng là tình yêu khoái à. Của bà, trai của bà 40 quá anh à, thấy rồi. Em đừng có đè, tại vì em đè, em khi mà em đè quá mạnh á, cái đầu dũa nó bị lẹm, nó khuyết cái móng của mình, nhớ nha, đừng bao giờ mình đè cái đầu dũa của mình. Mình để cho nó chạy tự nhiên, để tí nữa em dũa cho em coi, thấy không? Khi mình dũa ra cái xếp nó thật sự nó như vậy nó mới đẹp nè. Mình muốn nó đẹp mình lật nó lại như vậy, mình coi cái móng nó, thấy không? Nó phải đúng theo cái độ nó như vậy nó mới đẹp nha. Mình chịu khó một chút cho nó đẹp. Cái gì mình làm cái này là tại vì tình yêu ngồi tình yêu giải thích, chứ thật sự ra nó có sẵn gì tình yêu làm cũng lẹ lắm chứ không có lâu đâu. Mà tình yêu muốn làm like nói chuyện anh em rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Có gì hay thì chia sẻ cho nhau thôi chứ làm thì cũng không có lâu lắm đâu. Ai cũng yêu xài liquid sin đây, loại này loại. Ồ, em xài cái, em không phải xài cái liquid sin đi chị ơi, em xài cái liquid là liquid karaoke. Mua hàng free shipping không tình yêu? Dạ, nếu mà mua nhiều em free shipping chị. Mua số nhiều thì em phải free shipping chứ.
Dạ chị mua 30 khẩu bột là em phi shipping là chị. Thank you dear. Rồi chị Nguyễn, em lên cái Facebook của anh, em vô cái Facebook của anh đó, em sẽ coi được cái liquid anh bóc lên đó ha. Anh có bóc cái liquid trên đó đó em, có số điện thoại rồi có đầy đủ trên đó, em muốn order thì em gọi cái số đó ha. Tại em ở Cali nghe loại liquid đó lạ quá. À đúng rồi, nó lạ nhưng mà nó xài good, nó rẻ tiền nữa mà nó xài good. Đắp bột rất là chuẩn, đắp bột rất đẹp. Có nhiều khi có những cái hãng nó tên tuổi nó tốt nhưng mà nhiều khi có những cái hãng mà nó mới ra đó, nhiều khi mình không có xài của nó, mình không có biết, mình tưởng nó là dở nhưng thật sự không có đâu, mình xài thử rồi mình mới biết nó good ha. Nó ít nghe mùi nữa, nó ít có nặng mùi nữa, nó rất là nhẹ mùi. Một ngày mình làm nhiều bộ mà mình nặng mùi quá mình chịu không có nổi. Sắp xong rồi ha, giờ mình rửa một cái là gắn hột xoài, là gắn cho nó thêm cái hột xoài nữa là nó ra cái trái sầu riêng luôn đó. What's wrong? Flipping too. Okay. My name Daniel. Okay, mình xài cái đầu ceramic ha. Okay. Mình clean cái ốp bằng cái cọ clean nè, đó mình clean cái đầu dũa bằng cái này nha, để có lấy cây sắt clean ha. Đây là cái này, mình để cái máy đó. Để cái máy chạy lớn lớn khoảng số 4 hoặc số 5 nè, coi tình yêu dũa nè, thấy nó nhẹ nhàng không? Tắt cái quạt này nó bay bụi lắm. Okay, coi tình yêu dũa nè. Rất là nhẹ nhàng ha, chia gì cái nãy gì bong bong đó. Đó, thấy tình yêu làm không? Rất là nhẹ nhàng, đừng có đè. Anh chị em đừng có đè cái đầu dũa, thấy chưa? Thấy khi mình dũa không? Nè, mình đừng có đè nó, mình cứ dũa để cho nó chạy tự nhiên. Mình lắc cho nó tự nhiên, khi mình qua đây mình phải banh nó ra rồi mình mới đút cái đầu dũa vô được. Đó, mình phải banh ấy ra. Thật sự là cái đầu dũa này nó không có cắt đứt tay đâu, nhưng mà mình phải làm sao cho nó để cho nó sạch ở trong, nó đẹp. Đó. Đó, cho nên là bố trí bông là em phải để cho cái đầu dũa nhẹ nè em đừng có đè nó, mà em để cho nó chạy nè, thấy không? Thấy anh chạy không? Không bao giờ nó bị mắc bột. Thấy chưa? Dũa cho nó sạch láng từ trong ra ngoài nè. Đó, đặt cái dũa dưới đây, dũa sơ một cái dưới này thôi cho nó đẹp thôi. Đó. Nó đâu bao giờ nó bị gì đâu. Nè coi nè. Để sát lên cho coi ha. Đó. Để sát lên cho anh chị em coi nè. Đó, thấy chưa? Nó đâu có bị mắc bột. Ok. Banh nó ra, đút nó vô, đúng rồi, phải banh nó ra nha. Đó, phải banh nó ra nè, banh nó ra, đút nó vô nhẹ nè, thấy không? Thấy tình yêu làm nhẹ nhàng không? Đó, nghiêng nè. Nghiêng qua nè, đó, nghiêng banh nó ra nè, đó, chạy nè. Xí, thì khi mình chạy một vòng như vậy á là nó đã sạch rồi, nhưng mình làm cho nó đẹp là mình phải làm cho nó từ trong ra ngoài nó láng o luôn. Đó. Nè, banh nó ra. Đó, chạy từ từ, banh nó ra, đút nó vô, đó. Ừ, chạy từ bên đây, chạy qua bên đây luôn. Thấy không? Mình đừng có đè nó thì nó đâu có khuyết đâu. Mình đè nó khuyết là phải rồi. Mình đè bột mạnh quá, nó ăn mạnh quá, nó khuyết. Tình yêu làm gì cũng đẹp. Cảm ơn em. Cảm ơn Thanh Nguyễn.
Có cái anh làm đâu có đẹp đâu em. Có một cái anh làm không có đẹp. Anh làm mà bị người ta chê hoài em ơi. Anh khắc phục không được. Anh làm có một cái mà anh vợ anh nó có chê anh hoài. Cái gì đó anh. Con vợ anh nó làm có một cái nó chê anh hoài. Nó nói anh nó suốt ngày làm có một cái nó chán quá, nó chê anh hoài. Đừng có nghĩ bậy nha, đừng có nghĩ bậy nha. Kevin Nguyễn, đâu có thấu, đâu có thấy hình anh để được. Có em, ở trong đó đó em vô trong đó đi sâu xuống. Em phải đi sâu ở dưới, nó nằm ở dưới chứ đâu có nằm ở trên đâu. Còn nếu không tí nữa inbox anh đi rồi anh gửi cái hình cho coi. Nha. Gì tên gì? Chí Nguyễn, tí nữa em inbox anh đi, anh gửi cái hình cho. Hai anh Tom, khỏe không anh Tom? Đó. Đẹp bà cố luôn, nhọn không tưởng tượng được. Cái đầu dũa này là dũa medium em, nhưng mà cái đầu đầu dũa này là cái đầu dũa ceramic, nó không có cắt đứt tay nha. Nó không đứt tay nhưng mà mình cũng phải dũa cho nó cẩn thận, cho nó đẹp cái móng của người ta. Cho nó ôm tròn từ bên đây qua đây luôn, nó có một cái độ cái dòng cung tròn, chứ không phải là mình thấy nó không đứt tay là mình muốn làm sao mình làm nha. Nó phải cho nó sạch sẽ gọn gàng, okay, cho nó đẹp nè. Thấy không, thấy tình yêu dũa không, rất là đẹp, rất là từ bên đây qua tới bên đây luôn, không có để cho bột nó dư chỗ nào hết. Nó như vậy thì nó bàn tay nó ra nó mới đẹp được. Tại vì anh chị em mà để nó dư bột chỗ này, nó thiếu chỗ kia đó, nó bị cao thấp đó là không có đẹp. Ok, ủa bỏ anh đầu dũa gì cái gì nói gì mình không hiểu. Open yeah, thank you. Dạ em có bán đầu dũa, cái này 20 đồng á chị, nhớ inbox em mua em nha. Mua ai cũng vậy, mua em cảm ơn. Thấy không, thấy tình yêu dũa không? Chưa, rất là nhẹ nhàng. Nhớ là phải banh da, banh thịt người ta ra, mình dũa nó mới sát được nha. Cái bàn tay nó mới ra, nó mới sát được cái cuticle, nó mới sạch được. Chụp cái tấm hình, nhìn cái cuticle thấy ghiền luôn. Đúng không? Ồ, cái này là bezel em, cái này nó là bezel. Dũa từ từ tốn nè, thấy không, thấy tình yêu dũa không, từ từ tốn, nó không có bị dư bột, đúng. Thấy chưa đó, đặt cái dũa dưới này mình dũa nhẹ cho nó có cái bột dư ở đây nè. Ok đó, mình dũa cho nó sạch ở dưới, khi mình thấy không, mình nắm mình vuốt như vậy là nó không còn gì nữa hết. Xem không chán, cái anh này làm đẹp quá đi. Hoàng Lê Hoàng nha. Cảm ơn em nha.
Thấy không? Thấy không? Thấy tình yêu không? 28 tuổi vẻ đẹp vô cua rồi, thấy chưa? Nghe anh thấy nha. Thấy vẻ đẹp khen không? Nhớ phải banh ra. Cứ anh thấy cứ nghe lời em đi, cứ banh ra đút vô là ghẻ nó thích à. À, giống vậy trơn á, cứ banh ra đút vô, banh ra đút vô. Bên UK được không? Ờ UK nó có hàng bên UK á. Có nó có cái công ty bên UK á anh chị em. Bên Anthony cũng không chuyển qua. Tại vì bên UK nó có cái công ty bên UK á, Nhi Hài hả? Tụi anh có cái cô bên UK của bán đồ của em. Đó. Từ từ tốn mình làm tới đâu rồi là cho nó chắc ăn tới đó, ok, đừng có để nó chảy máu chảy me thì khách nó sợ. Cái phần mấy cô này cổ gồng dữ lắm, mình cứ từ từ mình làm thôi, không có cần phải vội vàng quá vậy, ok. Cái phần tình yêu vũa kỹ lắm, rất là đẹp, vũa cho nó kỹ, cho nó ôm sát vô, cho cái móng nó ra nó đẹp, ok. Mua đầu dũa. Rồi gọi cho anh đi Sơn Mai Ngọc 832 đó em. 216-7717 em. Cái muốn mua đầu dũa thì gọi cái số điện thoại đó giùm anh đi. Đồng môn. Vô đấy. Yeah. Almost done. Mấy cái móng này mình phải dũa rất là kỹ cho nó đẹp, cho nó có độ đẹp của nó, khi nó ra nó đi được lâu. Coi đẹp chưa, nghĩa là phải chăm sóc cái ngón này cho kỹ, rồi cái ngón này gắn hộp xoàn là mình phải làm cho nó đẹp nha. Ok, xong rồi mình bóp phờ ha, bóp phờ móng nhọn, bóp nhẹ nhẹ thôi, đừng có bóp mạnh quá nha, bóp mạnh nó mắc cái móng nhọn là chết luôn á. Sao dục vậy? Thì một món bằng bảng rớt cũng lắm. Ui, dám không xuống sâu quá. Sao vậy? Sợ gãy cu hả? À lộn, gãy lưng hả? Tầm bậy tầm bạ không? Huy thì mới bậy nha Huy nha. Chỗ anh đang la đừng có phá nha Huy. Nhớ bóp phờ nhẹ nhẹ thôi, đừng có bóp mạnh, nó bị mắc mấy cái xếp của mình ha anh chị em. Nhẹ tay thôi, đừng có bóp bậy bạ. Bả. Ok. Thế này tình yêu gắn cái hộp xoàn rất là đẹp. Ok, anh chị em sẽ thấy nó rất là đẹp. Gắn có kiểu cách đàng hoàng nha, chứ không phải mình gắn tầm bậy ha. Cái bột này á là tình yêu pha bột màu nha, chứ không phải là bột pink and white của mình làm sô-la đâu nha. Cho nên anh chị em đừng có nghĩ nó là bột màu, nó bột sô-la, không phải bột sô-la đâu, không có bột nào bột sô-la hết đâu, chỉ có bột. Go wash your hand baby. Bột này là bột màu nha. Ok, tí nữa giờ mình gắn cái hộp xoàn cho anh chị em coi ha. Gắn hộp xoàn như thế nào để cho nó đẹp. Ok, giờ mình gắn cái hộp xoàn này. Rất là đẹp. Gắn một ngón thôi, tại vì Si chỉ thích một ngón thôi. Gắn hộp xoàn thì mình tình yêu dùng cái hai cái chai này ha. Gắn cái chai treo với lại cái chai treo với lại cái top đi chung ha.
gắn hộp xoàn. Đây là cái treo với cái top đi chung nè. Okay, hộp xoàn. Mình gắn hộp xoàn thì mình lựa hộp xoàn ha, mình lựa hộp xoàn là cho nó vừa cái size của mình. Mình lấy một cái hộp bự ở trên đầu. Ok, nè, dùng hai hộp thôi. Đây là cái hộp bự ha, cái hộp bự đây. Mình lấy hai hộp thôi. Đó. Rồi mình dùng cái hộp số 10 mình gắn. Ok, đó. Xong rồi mình dùng một cái hộp xoàn dài, thiệt dài, nó là cái hình giọt nước. Ok, nó là cái hình giọt nước nè, nó hai hộp thôi. Ok, đó, hai cái là hai cái thôi. Rồi xong mình bỏ ra. Ok. Chưa, thiếu hai hộp nữa. Thiếu hai hộp ở dưới nữa. Hộp này là hộp thiệt nha, nó là hộp xoàn Swarovski đàng hoàng á, hộp xoàn thiệt á, chứ không phải. Cái này là hộp xoàn thiệt á nha. Ok, giờ mình sẽ dâm ra cho anh chị em coi để mình gắn hộp xoàn như thế nào cho nó đẹp ha. Ok. Trước khi mình làm đó, cái tay của cô ấy nè, ấy chưa có sạch nè, đó, mình chùi lại cho nó sạch. Thấy không? Anh cái người nãy hỏi cái bột anh là khi anh vũa móng là thấy không, khi anh vũa xong thấy nó bầu, nó đẹp không, nó không có bị mắc bột. Ok, anh dạch ra cho coi nó không bị mắc bột ha, nó sẽ đẹp. Ok, give me the hand, I clean your hand first. Ok, bây giờ mình gắn hộp xoàn nè. Give me that. Ok, mình bỏ cái này nó hơi dày dày một chút. Ok. Bỏ cho nó dày nè. Đó, bỏ cho nó dày. Tại vì mình gắn hộp xoàn của mình bỏ cho nó dày nha, chứ không phải là đó. Xong rồi mình vuốt hai bên này cho nó vô, cho nó đừng có để nó mắc cái xếp của mình, thấy chưa? Ok. Xong rồi mình lấy cái chai top nè, mình bỏ lên luôn. Anh chị em có thấy không? Thấy rõ không cả nhà? Anh chị em có thấy rõ không? Ok, xong mình chùi hai bên hông này lại một lần nữa. Chùi đừng có để nó mắc cái xếp của mình, nhớ không? Thích nhọn của mình đó. Ok, bây giờ mình lấy một cái hộp bự nè. Mình sẽ bỏ lên đây. Mình đè nó xuống. Ok. Rồi mình lấy hộp nhỏ là mình chạy xung quanh nè. Ok, mình chạy xung quanh này nè. Đó, mình chạy xung quanh đây. Đó, mình để lên đây, mình chạy nó sát, đè nó xuống nha, nhớ đè nó xuống để cho nó vô cái treo nha. Ok. Cho nó vô đây. Cho nó một hộp nữa. Đó, rồi xong mình lấy một cái hộp bự nè. Mình bỏ ngay giữa nè. Đó. Give me the hand, don't move. No. I'll talk about this hand.
You don't have to move it. Okay. Thank you. Okay. Đẩy nó lên. Rồi lấy cái hộp dài nè. Đó, lấy cái hộp dài nè. Bỏ lên đây nè. See? Bỏ ngay cái mũi nhọn nè. Thấy không? Đè nó xuống. Đè nó xuống. Thấy không? Xong rồi mình chỉnh lại nha. Chỉnh lại hộp cho nó đẹp nha. Ok, chỉnh lại. Chỉnh lại cho nó đẹp ha. Anh chị em có thấy không? Thấy tình yêu bỏ hộp không? Nhớ cho nó đều nha, cho nó đều hai bên nha. Hộp nó phải đều như vậy nó mới đẹp nha. Ok. Okay, see? Anybody see that? Okay, bỏ vô. Put in, baby, put in. More. Okay. Thấy không? Thấy thấy hộp sòn tình yêu gắn không? Nó phải đều, móng nhọn nha. Okay. Nhớ quét cái này cho dày. Okay. Nhớ quét cái treo này nè, cho dày. Lấy một cục nhiều một chút. Thấy không? Lấy một cục treo này dày một chút, bỏ lên. Đó, bỏ lên. Gắn hộp xoàn cũng là một cái nghệ thuật ha. Mình không phải là mình bỏ đại lên trên đây là nó ra cái hộp xoàn đẹp. Mình phải nghĩ trong đầu mình. Mình phải có cái ý tưởng trong cái đầu của mình. Mình bỏ hộp xoàn làm sao cho nó đẹp. Chứ không phải là mình bỏ đại lên nó sẽ đẹp, không có đâu. Hộp xoàn nó vẫn có nghệ thuật của nó đó, chứ không phải là dẫn chơi đâu. Mình không phải là mình bỏ làm sao nó cũng ra đẹp đâu. Nhiều khi mà các anh chị em không tin, anh chị em bỏ tầm bậy tầm bạ nó ra nó không có đẹp đâu nha. Đó. One more time baby, one more time please. Ok, xong rồi mình nhớ mình chùi hai bên cho nó được cái mắt cái xếp của mình. Nó nhớ chùi cho nó kỹ. Rồi mình dùng cái treo nè, mình bỏ lên một lớp mỏng thôi, đừng có bỏ dày phớt nè, cho nó mỏng, cho nó có để nó hai cái nó dính chặt lại cho nó đẹp. Cái treo này với cái treo này nó phối hợp với nhau, nó giống như một cái chất, nó giống như glue gì đó, mà nó khi mà nó chảy ra rồi nó sẽ dính rất là chắc, nó dính rất là chắc ha. Đó, xong rồi bây giờ mình bỏ cái gì, bỏ cái hộp xoàn nè, bỏ đè nó xuống nha, nhớ là phải đè nó xuống. Đó, xong rồi mình lấy cái hộp xoàn nhỏ ra đây. Mình đưa vô đây. Mình đưa xuống đây. Đó, mình đưa nó xuống đây. Đó, đưa nó xuống. Bỏ vô đây. Ok. Hey girl. You'll be back, huh? Mm-hmm. Have to go turn back on. Oh. Got my phone. Yeah, in the house. In the car? In my mother's house. Oh, in the mother's house. Mm-hmm. Ok, là mình lấy thêm một cái hộp bự mình bỏ đây. Đó, là mình lấy một cái hộp mình bỏ lên. Don't look at that. Don't look at that. Ok. Nhớ là mình bỏ làm sao cho nó đẹp. Đó, nhớ chỉnh lại mấy cái hộp của mình nè. Chỉnh lại nha, nhớ phải chỉnh lại. Ok. Xong rồi đẩy cái này lên một chút để cho nó vừa cái hộp xoàn này, hộp xoàn dài này, thấy không? Ok. Nè, bỏ lên. Cái mũi nhọn nó phải đi với cái mũi nhọn nha. Đó, đi, phải đi ngay cái mũi nhọn nè, ngay cái mũi nhọn này nè. Đè nó xuống, nhớ không? Đó, xong rồi đưa vô. Gắn hộp xoàn là cũng phải từ từ, tỉ mỉ từ từ, đừng có gấp. Đó, cái gì nó phải cho nó đẹp. Anh chị em thấy không? Đó. Thấy chưa? Thấy có hộp xoàn không? Thấy chưa? Ok, rồi bỏ vô. Đây, xong rồi. Anh chị em cho anh chị em coi cái hộp xoàn khi mình gắn xong à. Thấy không? Thấy không? Ok. Rồi, xong rồi giờ mình dẹp đi, dẹp mấy cái đồ chơi của mình đi, cứ để nó dính bụi bặm vô trong đây ha. Đó, dẹp.
hộp xoàn mình gắn cũng là một nghệ thuật nha, chứ không phải là mình gắn bừa gắn bại vô nha, nó phải có cái suy nghĩ của mình đó. Chùi nè, chùi cho cái hộp xoàn nó bóng nè. Chùi đi cho nó sạch. Anh chị em thấy gì không? Còn gì bằng nữa? Ui da, da nó đẹp. Mình bỏ hộp xoàn số 10 ha, dẹp vô. Ok, bây giờ mình bỏ treo cho nó đẹp. Do one more time, ok baby. One more time. Ok, bây giờ mình bỏ treo lên cho nó bóng nè. Đó. Nhẹ nhẹ thôi. Chịu có nổi không? Xí xong rồi mình vuốt nhẹ nó một cái, vuốt nhẹ nó một cái. Đó, vuốt 10 ngón luôn. Đó, vuốt cho nó đừng có mắc cái sếp. Thấy không? Đó. Rồi, check it out. Put it. Careful, ok. Ok, thấy không? Khi mình bỏ cái hộp xoàn ra đó, mình chỉnh lại khi cái hộp xoàn thấy nó đều không? Anybody see? Chùi. Chùi cho nó bóng. Chùi cho nó bay mấy cái chất dơ cho cái hộp ra nè. Đó. Em chị không có lỗi rồi đó nha. Xin lỗi em chị không có nổi rồi. Hola, ¿cómo está? Very good. Can I help you? Pedicure? Yeah. Okay. How many? One. Okay, chùi, nước treo, sơn treo lên cho nó đẹp. Đó, đẹp cực kỳ luôn, chùi nè. Chùi nè. Ok, nó là đã ok, done, done. Chùi nè, nhớ chùi nha. Nó chùi cho nó ấy để hồi mình chụp hình để cho nó bóng không? Cho nó nhọn cho quên lộn. Ok. Put in. Be careful. Ok, xong rồi, let me see the hair. Ok, bỏ dầu lên ha. Đây là một cái lớp cuối cùng mình bỏ dầu lên cho nó nè. Đây. Bỏ dầu lên. Okay, bỏ oi lên, sức cho em nhỏ nó bóng cho nó đẹp, cái da da thịt da nó đẹp. Ok, ok, sức lên, chùi cho nó bóng da bóng lưỡng rồi lên. Đó, một bộ nail ra đẹp cực kỳ, chịu gì lỗi. Đó, xí. Okay, can you move your hand like that, please? Your hand. Oh. Anybody see? Ui da da. Okay, xong rồi bỏ dầu, lấy cái. Give me. What? You happy? Okay, hold on. I show you. Put down, please. Down, down. Okay. Don't touch, okay? Don't touch. Don't touch in there, okay? Let me sign it. I got the picture. I'm see it. I got the picture. Hold on. Mình nhớ mình bỏ dầu á, mình đừng có cho nó vô trong cái don't touch. Later. You can see later. Let me see the people see here first. He's good though. Ok, see, bây giờ mình lấy cái lồng ra, cái lồng.
Don't touch. Okay. Don't move. Okay. Yeah, I'm gonna. Should I just put them? Okay. Put them together. Put right there. Okay. Right there. Okay. And put your hand right here. Okay. My other hand right here? No. Right here. Right here. I show you. Right here. Right here. Okay. Don't lap it. Okay. Sit down right there. Down right there. Down. Right there together. Just relax. Just relax. Mm. Yeah. Relax. Okay. Okay. Like that. That's it. And you have to move down like that. Okay? Okay. Look at that. Anybody seen her nail now? Put your hand right here. This one. No, right here. Together. Okay. You have to move your hand. Move a little bit. Yeah, like that. See? Anybody see now? Move your hand. Làm sao mình feel cái màu hồng thôi em. Ví dụ như nó tới nó feel cái màu hồng thôi. Ok. Đó, đẹp cực kỳ nha. Trời ơi, đẹp vậy mà không cho tôi nhiều trái tim vậy trơn. Cho trái tim đi, please. Úi dài da nó đẹp vậy mà không cho trái tim, buồn lắm á nha. Úi dài, I love the heart. Thank you. Ok, rồi chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Bye everyone. I got a nice customer. Okay. Bye bye.